Kim Sang, con anh Bảy bác Nguyễn Ngọc Sương. Xin mời em Ngân mang lên sân khấu phục vụ. Đến đây chúng tôi chấm dứt phần chúc thọ tại bàn và chúng tôi sẽ chúc thọ tại sân khấu. Có một số bác do lý do gì chưa có thông báo rõ cho nên không có mặt, chúng tôi sẽ mang đến tận nhà. Xin cảm ơn ông Vương Bình Thạnh và ông Lâm Văn Độ. Xin cảm ơn các vị khách quý và các bác cao tuổi. Xin mời về chỗ. Nặng tình anh, cuộc đời đến lúc, cuộc đời ở tạm đến hồi kết, chút chút nặng ngồi lưỡi gió mây. Xin hết bài thơ thứ nhất. Rõ ràng bài thơ 75 tuổi của tôi mang đậm màu sắc của quê hương An Giang, cánh đồng vàng. Chúng tôi không thể nào quên những cái buổi lao động gặt hái trên cánh đồng vàng từ tuổi thơ ấu cho đến ngày chúng tôi phải xa quê hương ra đi. Và hôm nay thì tôi cũng chưa được trở về quê hương An Giang của mình. Một năm thì về có hai lần, ngày hiến chương nhà giáo và ngày Tết, thế thôi. Và đây là có 8 câu thơ xin được cảm ơn đồng hương An Giang. Có gửi tặng 700 phần quà Tết đến đồng hương, những cái phần quà tặng bà hương về quê nhà. Ban tổ chức chúng tôi cũng đã gửi quà đến những đại biểu và những đồng hương và những người họ hàng rồi. Đến đây thì kết thúc, nhưng mà buổi họp mặt thì vẫn còn tiếp tục. Xin kính mời quý vị đại biểu, quý đồng hương cùng họp mặt thăm hỏi, trò chuyện và chúc xuân. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Và trong lúc chúng ta cùng dùng cơm thân mật và vui xuân thì chương trình văn nghệ có thể tiếp tục. Xin kính mời quý đàn hương tiếp tục chương trình văn nghệ. Xin cảm ơn.